Kính chào chị em, chào mừng chị đến kênh chứng khoán Hợi Phạm Stock. Thị trường có phiên giảm điểm tương đối mạnh, áp lực bán xảy ra ở thời điểm cuối phiên tạo ra cái sự hoảng loạn trên thị trường. Với anh chị em mà không xử lý sớm danh mục trong phiên mà để đến thời điểm cuối phiên hoặc trong phiên ATC bị bán, có thể lại bán ở vùng giá thấp nhất và sang tuần nhìn chính những cái mã cổ phiếu anh chị vừa bán nó sẽ có những sự hồi phục trở lại. Nên ở những cái lần tới, đối với anh chị em chúng ta mà bị bán hoảng loạn ngày hôm nay, nên rút kinh nghiệm bằng việc là xử lý sớm những cái cổ phiếu của mình trong phiên khi nó bắt đầu có những tín hiệu là bị vi phạm. Ngày hôm nay thì trong cái zoom khách hàng của em đã báo anh chị xử lý từ rất là sớm, và trong hai phiên giao dịch gần đây là em đã ngừng mua rồi. Và như cái quan điểm ngày hôm qua đã chia sẻ rất là rõ ràng trên video em là em sẽ ngồi đợi thị trường của chúng ta phải có tín hiệu xác nhận bằng phiên dòng tiền quay trở lại và vượt qua cái kênh giảm cản chéo đây, thì khi đó em sẽ quay trở lại thị trường và mua những cái mã cổ phiếu, bởi vì thị trường của chúng ta cũng đã đi vào một cái vùng thời gian khá là nhạy cảm là phiên phục hồi từ phiên thứ tư cho đến cái phiên thứ bảy, và mua sai một cái chúng ta có thể sẽ bị kẹt hàng ngay anh chị ạ. Nên trong cái zoom em từ cái phiên sáng em đã bảo lưu quan điểm như vậy, và em vẫn nhắc anh chị là sẽ hạn chế mở mua những cái vị thế anh chị ạ, và sẽ ưu tiên là cơ cấu những cái mã cổ phiếu hơn. Cụ thể là thời điểm đâu đó là khoảng 10 giờ 48 phút thì khi đó thị trường của chúng ta có một trạng thái là giảm nhẹ và cái vốn giao dịch nó khá là yếu, theo đánh giá đây là một trạng thái thiếu cầu anh chị nhá. Và anh chị em chúng ta đoạn này có mua thì phải cân nhắc rất là kỹ, an toàn thì chờ cái phiên xác nhận, và em thì vẫn ưu tiên cái việc là đợi thị trường có cái tín hiệu xác nhận hơn. Sau đó đến thời điểm khoảng gần 2 giờ, nếu như anh chị em chúng ta theo dõi thị trường nó có một nhịp bull rất là láo đây chị nhá, em phải gọi là láo, bởi khi đó nó dùng những cái mã cổ phiếu của chứng khoán nó kéo lên, nó làm cho nhà đầu tư chúng ta tưởng rằng là thị trường sẽ có sự hồi phục để nhà đầu tư chúng ta sẽ mua theo. Và khi nó kéo lên một vài thời điểm đến thời điểm khoảng 2 giờ 10 bắt đầu nó đạt khoảng 3 cây liên tục rất là mạnh và thị trường của chúng ta ngay lập tức quay trở lại một trạng thái giảm điểm. Anh chị có nhớ thời điểm đó những cái mã cổ phiếu chứng khoán kéo rất nhiều không anh chị? Những cái mã cổ phiếu như SD, VCI, HCM, CTS đấy, để nó giúp nhà đầu tư chúng ta tưởng rằng thị trường có thể rút chân được. Và khi nhà đầu tư chúng ta không biết mua vào thời điểm đó thì rất là mệt đúng không anh chị? Và khi đó thì em lại bán những cái mã cổ phiếu. Tức là khi nó bull lên như vậy là em biết được cái lực cầu tham gia rất là yếu, cái đánh giá thị trường của chúng ta rút chân ấy, mà em thấy cầu không tham gia quá là quyết liệt. Anh chị em chúng ta mua mới vẫn phải cân nhắc thật là kỹ. Em thì đã bán những cái mã cổ phiếu khi mà thị trường nó bull lên thời điểm ở thời điểm 2 giờ đấy anh chị, và sẽ đợi thị trường có một tín hiệu xác nhận nó sẽ là hiện tượng nhất. Đấy, thì em vẫn định hướng anh chị em chúng ta làm sao trong thị trường hiện tại hãy kiểm soát cái trạng thái cảm xúc của mình, không bị mua FOMO thị trường khi nó có những trạng thái là kéo giả vờ trong phiên nó đạt rất là nhanh xuống bên dưới như anh chị em chúng ta có thể là nhìn thấy đây đúng không chị. Đấy, thì ít nhất là anh chị em chúng ta đã xử lý được cái danh mục nó sớm, cũng như là chúng ta sẽ hạn chế mua vào những cái mã cổ phiếu. Ngày hôm trước thì em có mua hai cái mã cổ phiếu nhưng em chia sẻ với anh chị em ta là con cổ phiếu DBC cũng như là con cổ phiếu của con GVR. Đấy, thì em báo từ đầu phiên chiều các anh chị á, GVR thì báo từ đầu phiên chiều khi nó vẫn còn ở quanh cái vùng giá khoảng 35.9, 35.8 này. Đấy, khi đó vẫn còn lãi các kiểu anh chị nhá, thì bán 1/2. Cho đến thời điểm cuối phiên em thấy nó không ổn, trước 2 giờ thì em bảo bán nốt. Em DBC thì em cũng bảo anh chị là bán ngay ở thời điểm đầu phiên chiều khi nó loanh quanh cái vùng giá khoảng 35.2. Đấy, thì nó quanh cái vùng giá mua thôi. Nhìn chung là em sẽ làm sao để cho anh chị em chúng ta sẽ duy trì được cái trạng thái tài khoản an toàn nhất và xử lý sớm nhất khi những cái mã cổ phiếu về, khi nó bắt đầu có những tín hiệu không tốt là em sẽ báo và chúng ta sẽ thiệt hại gần như là nó rất là nhỏ anh chị nhá. Đấy, thì để được nhận được những cái định hướng như vậy thì anh chị em chúng ta mà cảm thấy cái form đầu tư của em phù hợp với anh chị em chúng ta đấy, và nhận những cái tư vấn sát sao trong phiên về những thời điểm mua sao và những thời điểm bán của những cái mã cổ phiếu, em sẽ kéo hết cho anh chị em ta nhé. Những cái mã cổ phiếu mà em tư vấn cho anh chị em ra đấy thì anh chị em chúng ta có thể tham gia vào Zoom khách hàng của em. Nếu như chị đã có tài khoản tại công ty chứng khoán VPS hoặc công ty chứng khoán TCBS anh chị cá nhân của em, anh chị có thể là tham gia thành thức là hội viên thu phí, thì trong đó em sẽ hỗ trợ với anh chị em chúng ta là cơ cấu lại danh mục những cái mã cổ phiếu yếu trong danh mục để anh chị em chúng ta làm sao có vốn chuẩn bị đánh cái nhịp sắp tới của thị trường chúng ta nếu như thị trường có cơ tạo đáy đây. Ngoài chị em chúng ta cũng có thể là tham gia vào Zoom cộng đồng, em có đặt hai cái đường link rất ở cái phần mô tả video và phần bình luận video của em ở đây. Anh chị tham gia một trong hai cái đường link đó thì trong hai cái đường link đó thì em cũng sẽ hỗ trợ anh chị em chúng ta về cái phương diện là đưa cho anh chị em chúng ta về cái xu hướng thị trường, giải đáp những cái mã cổ phiếu và cũng như chia sẻ với anh chị em chúng ta những cái cơ hội đầu tư. Thì trong Zoom thì anh chị cũng sẽ nhận được những cái tin nhắn như kiểu đây đấy, là những cái trạng thái đánh giá thị trường ra sao đấy, anh chị em cho có những cái định hướng nó tốt nhất anh chị nhá. Đấy, và hỗ trợ để giải đáp những cái mã cổ phiếu của anh chị em chúng ta trong thời gian tới và hỗ trợ trực tiếp trong phiên, bởi vì có thể là anh chị em chúng ta không tham gia thì chúng ta chỉ xem video sau 2 giờ của em, sau phiên chiều của em như hiện tại thì nó sẽ bị muộn mất và chúng ta sẽ không biết cái hướng chúng ta nên xử lý ra sao anh chị ạ.
Đấy thì có hai cái đường link đây chị nhá. Và anh chị em chúng ta đang xem video của em, rất mong anh chị ủng hộ em bằng việc là anh chị like video, cũng như anh chị mới biết đến kênh của em lần đầu tiên, anh chị nhớ để lại cho em một cái nút đăng ký kênh để những video tiếp theo anh chị em chúng ta sẽ là người cập nhật đầu tiên những cái thông tin trên kênh của em, những cái cơ hội đầu tư cũng như là những cái xu hướng thị trường mà anh chị em chúng ta có thể là nắm bắt được. Thì cảm ơn anh chị. Còn bây giờ thì em sẽ đánh giá với anh chị em chúng ta về cái mặt thị trường, tại vì sao đánh giá thị trường có cái cơ hội để sẽ tạo đáy ở những cái phiên tiếp theo, và có thể sang phần thị trường chúng ta sẽ có cơ hội tạo đáy. Thì bây giờ chúng ta sẽ phân tích và những cái mã cổ phiếu nào cực kỳ mạnh mà anh chị em chúng ta hãy chú ý xem, bởi vì đây vẫn là con sóng của sự phân hóa, thì chúng ta hãy tập trung vào những cái mã cổ phiếu mạnh cho em, bởi vì chỉ có thị trường của chúng ta nó điều chỉnh hiện tại thì mới có cơ hội để chúng ta mua được những cái mã cổ phiếu mạnh ở những cái vùng giá hấp dẫn hơn. Đấy thì bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau phân tích toàn bộ những cái nội dung đó anh chị nhá. Đấy, trong nguy thì bao giờ cũng có cơ đúng không chị? Đấy thì chúng ta không nên nhìn thị trường theo cái hướng nó quá là tiêu cực quá anh chị ạ. Thì bây giờ chúng ta sẽ đánh giá đầu tiên về mặt điểm số, thị trường nó giảm khoảng 13.77 điểm, tương giảm 1,09% ở đây. Và thị trường ngày hôm nay nó tạm thời đã mất đi cái vùng hỗ trợ ở 1.250 điểm anh chị nhá. Đây là vùng hỗ trợ thị trường của chúng ta đã tạm thời bị mất đi ở đây rồi. Đấy. Và sau này thì vùng 1.250 điểm nó sẽ trở thành cái vùng kháng cự của thị trường chúng ta. Và sau phiên ngắn này, thị trường của chúng ta xác nhận bước vào nhịp rơi số 3, được chưa ạ? Đây là nhịp 1 anh chị ạ. Đây nhịp 2 này, và đây là nhịp số 3. Và như em chia sẻ với anh chị em chúng ta trong video ngày hôm trước, là khi thị trường bước vào nhịp rơi số 3 thường sẽ là một nhịp rơi mạnh hơn, nó rơi theo kiểu là ép nhà đầu tư chúng ta phải bán những cái mã cổ phiếu ra. Nhưng đây lại là cái nhịp cần thiết, nhịp quan trọng để thị trường của chúng ta có thể tạo ra một cái đáy uy tín. Đấy anh chị nhá, nó là nhịp cần thiết để thị trường có thể tạo ra một cái đáy uy tín. Nên sau phiên ngày hôm nay, tất nhiên là giảm điểm là xấu rồi, giảm điểm là tài khoản của anh chị em chúng ta bị mất tiền rồi, là xấu rồi. Nhưng anh chị em chúng ta sẽ có những cái sự kỳ vọng cao hơn về việc thị trường có khả năng sẽ tạo được đáy ở quanh đây anh chị ạ. Và thêm một cái lý do nữa, ngày hôm nay chị có thể thấy được, mặc dù thị trường của chúng ta nó giảm điểm ở nhịp số 3, nhưng cái vốn bán ra nó lại không quá là mạnh. Tức là khi thị trường mất đi cái ngưỡng hỗ trợ quan trọng ở vùng giá 1.250, lẽ ra nó phải kích hoạt một cái lệnh bán tháo rất là mạnh, nhưng thị trường của chúng ta chỉ trong một trạng thái là thanh khoản thấp hơn trung bình của 20 phiên. Nó thể hiện được là cái lực cung ra nó cũng không phải quá là mạnh, và có thể đây làm cái phiên thị trường ép bán những cái nhà đầu tư gan lì nhất cuối cùng ra anh chị ạ. Cũng như là một số cái dòng cổ phiếu, chẳng hạn như dòng cổ phiếu chứng khoán cũng đã bắt đầu có những tín hiệu là ngừng rơi. Đây là một trong những cái dòng cổ phiếu mà đã rơi trước thị trường của chúng ta, nó đã ngừng rơi trở lại chứ nó không rơi nữa. Nó cũng là một cái trong những cái chỉ báo chúng ta có thể kỳ vọng, ví dụ như cái mã cổ phiếu như CTS anh chị thấy không ạ. Ngày hôm nay thị trường của chúng ta có giảm nữa nhưng mà nó cũng không thèm giảm nữa rồi, theo cái kiểu là bây giờ chán giảm anh chị ạ. Đấy, theo kiểu từ chối giảm, chẳng hạn như mã cổ phiếu của SD. Tại thị trường chúng ta nó có giảm nhưng mà nó bắt đầu nó ngừng giảm với cái mức giảm không phải quá là mạnh nữa chị nhá. Hay những mã cổ phiếu như HCM này, những cái mã cổ phiếu như VCA, đấy thì nó cũng đang có những cái dấu hiệu là nó muốn ngừng giảm đây, thì đó cũng là một tín hiệu để chúng ta có thể kỳ vọng được. Hay ngày hôm qua những ngành cổ phiếu bất động sản cũng có những cái dấu hiệu là gì, phục hồi trở lại với những cái dòng tiền bắt đầu nhe nhóm trở lại ở đây với những cái mã cổ phiếu đã rơi trước thị trường. Đấy thì chúng ta sẽ có những sự kỳ vọng như vậy anh chị ạ. Tất nhiên đó là những cái sự mà chúng ta đang mong đợi, nhưng anh chị em chúng ta vẫn phải nhìn vào cái dữ liệu thị trường để chúng ta sẽ có những cái đánh giá chính xác để đưa ra những quyết định mua bán thực sự là hợp lý chứ nhá. Chứ chúng ta không phải là đang ngồi đây chúng ta bảo là tôi bảo thị trường tuần sau có thể tạo đáy và chúng ta mua một cách bất chấp, không có cái điều đó. Anh chị em chúng ta phải nhìn giúp em vào cái dữ liệu thực tế trên thị trường nó cho chúng ta cái điều gì để anh chị em chúng ta sẽ mua bán dựa vào cái đồ thị kỹ thuật anh chị nhá. Đấy thì anh chị em đã biết được rằng là đối với bản thân em ấy, thì em cũng không bao giờ em mua bất đáy những cái mã cổ phiếu mà em sẽ đợi thị trường có một tín hiệu là cân bằng thì em mới bắt đầu tham gia trở lại. Vậy thì thị trường của chúng ta nếu như sang tuần tới nó xảy ra những cái điểm ra sao là anh chị em chúng ta có thể tự biết được là thị trường đã sắp tạo đáy ở đây rồi, thì em sẽ chia sẻ với anh chị em chúng ta các cái quá trình nó sẽ xảy ra, cái việc thị trường sẽ tạo đáy như sau. Đấy anh chị em nó chỉ cần nốt vào cho em, xảy ra điều đó thôi là anh chị biết được là thị trường sắp tạo đáy rồi và chúng ta sẽ chuẩn bị tiền và mua những cái mã cổ phiếu mạnh nhất. Và những cái mã cổ phiếu mạnh nhất em cũng sẽ chia sẻ với anh chị em chúng ta nhé. Đấy chị hãy tập trung vào những cái mã cổ phiếu mạnh nhất cho em trong những cái phiên sắp tới, khi thị trường cân bằng được để chúng ta sẽ gỡ lại vốn của mình thật là nhanh, chứ chúng ta sẽ không đánh những cái mã cổ phiếu yếu nữa. Đấy thì đầu tiên để thị trường của chúng ta tạo đáy nó phải có phiên nỗ lực phục hồi đầu tiên, hay chúng ta gọi là phiên tạo đáy nhất này chị em. Đấy thì sang tuần thị trường của chúng ta có thể sẽ xác nhận ở phiên thứ hai, phiên thứ ba, phiên thứ tư có phiên đó hay không, chúng ta cứ chờ đợi cho em. Thì cái phiên đó đặc điểm chúng ta cần đó là một phiên hồi phục và phủ nhận lại cái phiên giảm điểm trước đó 1/2 hoặc là trên 1/2. Đấy chị nhớ cho em đặc điểm như vậy nhá. Ví dụ như ngày hôm nay thị trường của chúng ta nó giảm 13 điểm đi,
thì sang tuần sau nếu như chị nhá, nếu như thị trường nó có ngay một phiên phục hồi lên bên trên đấy, nó phục hồi lên bên trên đây mà nó đóng ở cái vùng giá khoảng 1254 điểm chẳng, tức là nó ngày hôm nay thị trường chúng ta giảm 13 điểm mà tuần sau thị trường có một cây hồi phục đâu đó là khoảng trên 7 điểm đấy, 8 điểm, thì khả năng thị trường có thể sẽ tạo đáy ngay đây, và sau khi nó rút cây đó chị nhá, có thể là sẽ bắt đầu sẽ quay lên một chút mà nó test ở đây, test xong mà nó sẽ gì, sẽ đánh đấy. Thì chúng ta sẽ nhìn cho em những đặc điểm sau là phải có một cây phục hồi đầu tiên phủ nhận lại ít nhất là 1/2 cây giảm trước đó đấy, sau cây phục hồi đó thì anh chị hãy đợi cho em tín hiệu là test trở lại đi kèm với vùng thấp đấy, và một tín hiệu là xác nhận vòng cung lên bên trên và vượt qua cái kênh giảm giá đó, thì đó chính là thời điểm tốt nhất, thời điểm tuyệt vời nhất để anh chị em chúng ta mua bất kỳ cái mã cổ phiếu nào trên thị trường. Tỷ lệ anh chị em chúng ta sẽ ăn rất là cao, nhưng chúng ta sẽ tập trung vào những cái mã cổ phiếu mang tính rất cho em, thì chị em ta sẽ kiếm được lợi nhuận tối ưu nhất, được chưa? Đấy là cái đặc điểm đầu tiên quan trọng nhất, đó chính là nhìn cho em vào cái thanh ba đầu tiên phủ nhận lại 1/2 cái giảm trước đó để anh chị em ta sẽ dễ hình dung. Thì bây giờ em sẽ cho anh chị em chúng ta xem những cái quá trình tạo đáy trước đây thường nó sẽ dễ xảy ra như vậy anh chị nhá. Ví dụ anh chị có thể nhìn thấy được cái quá trình nó giảm đây, thì có phải là cái cây phục hồi ngày hôm sau đó thị trường của chúng ta ngay lập tức trả điểm lại hoàn toàn cây giảm đó, thì đây có thể là một tín hiệu đầu tiên cho chúng ta thấy được là có thể thị trường sẽ tạo ra được đáy đây, và sau đó nó sẽ có quá trình là sẽ test trở lại, và sau quá trình test đó thì phải là phục hồi lên bên trên, nó phá cái kênh, phá cái nền tích lũy đó và nó sẽ đi lên, đúng không chị? Nó giống như đây chị nhá, tuần sau ví dụ thị trường của chúng ta nó hồi phục ngay đây đấy, và sau nó test trở lại đây và nó sẽ đánh, đúng không? Đấy, thì anh chị em ta lưu ý cho em đối với thị trường nhá. Và tất nhiên là thị trường của chúng ta sau phiên ngày hôm nay em đánh giá là nó vẫn có thể sẽ giảm tiếp anh chị nhá, có thể sẽ giảm tiếp về vùng giá bên dưới đấy, chúng ta sẽ không cần phải quan tâm thị trường sẽ giảm về vùng giá nhiêu, anh chị em chúng ta không cần đoán, bởi vì khi mà anh chị em chúng ta đoán thị trường giảm về bao nhiêu ấy, chúng ta thường bị neo suy nghĩ đó trong đầu và chúng ta sẽ bắt đáy, và khi anh chị em chúng ta bắt đáy nó sẽ rất là rủi ro. Chúng ta không cần đoán đáy, anh chị chỉ cần xem thị trường cân bằng ở đâu thôi là đó là thể mà anh chị em chúng ta sẽ tham gia được anh chị nhá. Đấy, thì đối với thị trường của chúng ta bây giờ em sẽ phân tích tiếp về cái dữ liệu lịch sử đấy, anh chị em chúng ta sẽ nhìn thấy được bao giờ nó sẽ có cái trạng thái là xảy ra kiểu như vậy, kể cả dọn đây chị nhá. Anh chị nhìn cho em này, sau khi thị trường có quá trình giảm thì cái phiên trước đó nó giảm là bao nhiêu, 10 điểm, thì cái phiên sau thị trường của chúng ta cũng hồi đó là khoảng 4,5 đến 5 điểm, tức là nó sẽ phục hồi bằng 1/2 cái giảm trước đó. Sau khi phục hồi xong nó có quá trình là test trở lại khoảng 3 phiên, và sau phiên đó là gì ạ, là nó bật tăng lên bên trên nó đi. Anh chị biết cái quá trình ở đây tại sao thị trường của chúng ta nó lại không thành công ạ? Bởi vì thị trường của chúng ta nó có một phiên giảm điểm là 27 điểm, nhưng cái phiên phục hồi sau đó nó chỉ hồi phục đâu đó là khoảng 2,4 đến 4 điểm thì nó sẽ bị fail. Đấy, anh chị em ta sẽ nhìn cho em cái đặc điểm đó rất là hay. Có thể là anh chị em chúng ta sẽ chưa biết được, nhưng em sẽ chia sẻ với anh chị em chúng ta ở đây để anh chị em ta sẽ nắm rõ hơn. Hoặc là quá trình ở đây chị có thể thấy được là sau khi nó có cái vận động là giảm điểm nhá chị nhá, vận động giảm điểm, thì có phải là cái phiên giao dịch ở đây thị trường của chúng ta nó giảm 14.21 điểm không chị? Nhưng cái phiên sau đó thị trường nó phục hồi lại là 11.47 điểm, tức là nó gần như phủ nhận là cây đó. Và sau khi nó phủ nhận lại cây đó thì nó sẽ bắt đầu có quá trình tăng lên, nó test trở lại và nó xác nhận bằng những cái phiên đánh đây, thì thị trường bắt đầu bước vào một cái nhịp đánh mới. Hay chúng ta bắt đầu nhìn về các cái đoạn quá khứ hơn đi nhé chị nhá. Đấy, chị sẽ thấy được bao giờ cái quá trình đó sẽ chứng lại bằng một cái viên giảm phủ nhận lại bằng 1/2 cây đó. Chẳng như đây giảm đúng không ạ, cây này có phải phục hồi lại bằng 1/2 không? Cây trước đó là giảm 6 điểm thì cây sau đó nó phục hồi lại là 6 điểm đấy, trả lại gần như hoàn toàn, và sau cái đó bắt đầu là hồi lên là test trở lại, nó phải có trình test đấy chị ạ. Anh chị nhớ cho em cái điều kiện đầu tiên là phiên phục hồi nó phải phục hồi lại 1/2 thì khả năng tạo đáy sẽ xảy ra, sau đó đợi cho em quá trình test trở lại và xác nhận vòng lên, thì cái điểm vòng ở đây là thời điểm anh chị em cho cứ mua cho em, tỷ lệ anh chị em chúng ta ăn tương đối là cao, kể anh chị mua bất kỳ cái mã cổ phiếu nào không ăn ít thì ăn nhiều nhá. Hay ở đây anh chị có thể thấy không ạ, cái quá trình thị trường của chúng ta hiện tại nó giống như cái phiên ở đây không ạ, ngày hôm nay cũng là phiên giảm rất là mạnh xuống bên dưới, nhưng mà cái vốn bán không quá là mạnh, thì cái phiên đó nó giảm 35 điểm, thì phiên ngày hôm sau thị trường cho phục hồi là 19.36 điểm, tức là hơn 1/2, thì sau quá trình đó nó bắt đầu có những vận động làm test trở lại, và sau điểm test đó bắt đầu có một phiên là xác nhận xuống và bước vào một nhịp đánh tiếp theo. Anh chị em chúng ta có thể nhìn thấy được ở đây không ạ? Đấy là cái mà em muốn chia sẻ với anh chị em chúng ta để làm sao anh chị em chúng ta sau phiên ngày hôm nay sẽ nhìn nhận cho em thị trường nó không phải là quá là rủi ro khi đã bước vào nhịp rơi số 3 rồi. Và sau nhịp rơi số 3 có thể đây là cái nhịp ép bán nhà đầu tư chúng ta rất là nhiều, nhưng đó lại là cơ hội để thị trường tạo đáy, và anh chị em chúng ta chỉ cần chớp được cái nhịp số 3 đây thôi là anh chị em chúng ta sẽ mua được rất là nhiều những cái mã cổ phiếu tốt, và khi đó nó sẽ đồng pha thị trường, mà khi chị mua đồng pha thị trường chúng ta sẽ có sự an toàn rất là cao anh chị nhá. Đấy là về mặt thị trường của chúng ta, anh chị hãy lưu ý cho em trong tuần tới để quan sát. Còn với anh chị em chúng ta đang kẹt hàng thì làm sao?
Đối với anh chị em chúng ta kẹt hàng thì anh chị em chúng ta vẫn nên đưa ra những hành động xử lý danh mục của mình nếu như sang đầu tuần nó có những cái sự phục hồi trở lại, ví dụ như đầu tuần nó lại mở gap để tăng điểm lên bên trên, thì đấy là thời điểm anh chị em chúng ta nên xử lý bớt tài khoản của mình, bởi vì anh chị đã mua sai những cái mã cổ phiếu rồi, bây giờ nó phục hồi là cơ hội để anh chị em chúng ta sẽ cơ cấu ra cho em. Và những cái mã cổ phiếu mà bị vi phạm như vậy chúng ta cơ cấu cầm tiền và chờ những cái mã cổ phiếu mạnh nó setup xong cái form, chúng ta sẽ tham gia vào những cái mã cổ phiếu đó cho em anh chị ạ. Đấy thì anh chị em ta cầm cổ phiếu vi phạm vẫn nên xử lý nếu như đầu tuần tiếp theo thị trường nó mở gap tăng điểm lên bên trên anh chị nhá. Còn nếu như đầu tuần tiếp theo thị trường nó mở gap giảm thì em đánh giá anh chị em chúng ta cũng không cần phải bán hoảng loạn đâu, bởi vì thị trường nó đã rơi về cái vùng hỗ trợ nền giá trước đó rồi ở đây chị này. Đấy thì kiểu gì nó cũng sẽ có những cái sự hồi phục, nó sẽ có sự loanh quanh đây đấy, anh chị em ta sẽ bán ra đấy. Nếu như mở gap giảm chúng ta sẽ không bán, nếu như thị trường mở gap tăng thì anh chị em chúng ta sẽ bán và dành cho anh chị em chúng ta cầm những cái mã cổ phiếu đã bị vi phạm về điểm bán rồi nhá. Đấy thì anh chị em chúng ta lưu ý cho em trong cái tuần tới và đưa cái tỷ trọng tài khoản của mình về mức độ an toàn hơn, bởi vì thị trường của chúng ta tạm thời mất đi vùng giá 1250 điểm rồi, nên anh chị em chúng ta chỉ nên giao dịch quanh cái ngưỡng NAV khoảng 50% thôi, chứ chúng ta sẽ không đánh với tỷ trọng cao nhá. Thì đó là về mặt thị trường của chúng ta, tại vì sao đánh giá thị trường có khả năng tạo đáy anh chị em, rơi 3 nhịp rồi anh chị nhá. Đấy, và nhịp số 3 thường sẽ là nhịp tạo đáy rất là uy tín, và anh chị chỉ cần chờ cho em đúng tín hiệu như em vừa chia sẻ, có thể sẽ xuất hiện vào thứ 3, thứ 4, thứ 5. Đấy, chỉ cần có tín hiệu đó thôi, anh chị em ta hãy chuẩn bị vốn cho em, và đến thời điểm đó thì chắc chắn trên kênh của em sẽ chia sẻ với anh chị em chúng ta. Anh chị ấn vào phần đăng ký kênh thì khi đó anh chị em chúng ta sẽ được nhận tín hiệu sớm nhất để chúng ta làm sao có thể quay trở lại thị trường đúng lúc nhất anh chị nhá. Còn về những cái mã cổ phiếu mạnh nào mà anh chị em chúng ta phải tập trung cho em trong dọn tới khi thị trường cân bằng, đó là cái câu hỏi mà anh chị em chúng ta đang quan tâm đúng không chị, thì anh chị hãy tập trung vào những cái mã cổ phiếu sau cho em để chúng ta sẽ có thể kỳ vọng nhá anh chị nhá. Những cái cổ phiếu nó có cái kênh trên đấy vẫn giữ giá để chúng ta sẽ chú ý đấy. Thì đầu tiên là những ngành cổ phiếu bán lẻ, anh chị vẫn phải chú xem những cái mã cổ phiếu như con FLT đây nhá. FLT là cái mã cổ phiếu mà anh chị hãy chú xem, bởi vì ngày hôm nay nó tiếp tục làm cái quá trình tạo nền giá đây rồi, ở đây thôi, và thị trường của chúng ta mặc dù nó giảm rất mạnh nhưng nó chỉ giảm 1,67% và cái vốn bán của nó trong một trạng thái là thấp ở đây, anh chị có thể nhìn thấy được. Thì đối với cái mã cổ phiếu của FLT đây thì sang tuần tiếp theo nếu như cái mã cổ phiếu này ngay lập tức trở lại và nó vòng cung được trở lại đây chị, đấy, nó test trở lại vùng giá khoảng 175 và nó vòng cung được, anh chị có thể là tham gia được anh chị ạ. Anh chị em chúng ta sẽ thấy được quá trình nó sẽ cân bằng đây, và cân bằng xong thị trường của chúng ta chỉ cần đánh thôi, khả năng con này sẽ kéo vượt đỉnh và sẽ tiếp tục quá trình đi anh chị ạ. Đấy là mã cổ phiếu của FLT. Hay mã cổ phiếu MVKG anh chị, MVKG thì trong một cái thị trường của chúng ta đang rung lắc rất là mạnh do mới rồi, anh chị có thể nhìn thấy đây là đặc điểm của một cái mã cổ phiếu chúng ta sẽ gọi là siêu cổ phiếu anh chị nhá. Thị trường của chúng ta thì nó cứ giảm đúng không ạ, thị trường thì cứ giảm nhưng mà mã cổ phiếu của MVKG lại là gì, đi ngang đây. Anh chị thấy được cái vai trò, cái sức mạnh của mã cổ phiếu MVKG không chị? Đây là nó thể hiện cho tao là siêu cổ phiếu, tao khỏe thị trường, vãi chú ý đi đấy. Thế chị em ta hãy chú ý mã cổ phiếu con MVKG cho em trong đoạn tới, chỉ cần thị trường của chúng ta có tín hiệu tạo đáy thôi, chắc chắn đây là một trong những cái mã cổ phiếu sẽ vượt đỉnh đầu tiên. Và với những cái mã cổ phiếu vượt đỉnh đầu tiên, chúng ta có thể kỳ vọng vào một khoản lợi nhuận ít nhất là khoảng 20% anh chị ạ. Giống như mã cổ phiếu của FPT trước đây, khi thị trường của chúng ta bắt đầu tạo đáy đây, chị có thể thấy không ạ, bắt đầu thị trường có cái dấu hiệu tạo đáy đây, và con cổ phiếu FPT nó tăng ngay từ cái phiên đầu tiên thị trường bắt đầu xác nhận vượt qua kênh đó. Và đối với một cái mã cổ phiếu bắt đầu xác nhận vượt qua kênh đó trong cái ngày thị trường của chúng ta tạo đáy và đi lên, thì anh chị thấy đo cho em cái điểm từ đây nó sẽ kéo tăng lên đâu đó là khoảng 30% anh chị ạ, không ít đúng không anh chị. Đấy là cái đặc điểm của một siêu cổ phiếu. Thì hiện tại con cổ phiếu con MVKG nó cũng đang giống như cái đoạn đây chị, nó đang giống như cái giai đoạn ở đây con cổ phiếu FPT này đấy, nó đang tạo ra cái nền giá ở đây. Thì trong cái đoạn tới chỉ cần thị trường cho cân bằng và xác nhận thôi, anh chị hãy mua con cổ phiếu MVKG, và có thể con này sẽ bước vào một nhịp chạy tiếp theo của nó, và khi đó thì anh chị em chúng ta sẽ kỳ vọng được cái khoản lợi nhuận là khoảng 20-30% nhá. Thế chị hãy chú ý cho em, đây là một cái mã cổ phiếu em rất quan tâm trong đoạn tới, bởi vì thị trường của chúng ta phân hóa, anh chị hãy tập trung đánh vào những cái mã cổ phiếu mạnh nhất cho em, chứ chúng ta không đánh nanaman. Và đây là thời điểm chúng ta sẽ nhìn nha những cái mã cổ phiếu mạnh nhất đấy, chị em chúng ta sẽ cùng nhau quan sát anh chị nhá. Và MVKG là một cái mã cổ phiếu em thấy ổn, bởi vì thị trường của chúng ta giảm rất mạnh đúng không ạ, chúng ta có thể nhìn thấy rất là rõ này, hàng cái chạm một cái mã cổ phiếu đi ngang trong khi thị trường của chúng ta thì liên tục là cắm đầu đi xuống, thì có phải đây là một cái mã cổ phiếu có dòng tiền tổ chức đỡ, và khi có dòng tiền tổ chức đỡ thì thị trường của chúng ta chỉ cần cân bằng thôi,
thì cái mã cổ phiếu này khả năng nó tăng sẽ cao lắm các chị nhá. Đấy nên chị hãy tập trung vào những cái mã cổ phiếu như vậy cho em. Đây là mã cổ phiếu thứ hai anh chị ạ. Và đây là cái mã cổ phiếu nó có vốn hóa lớn thì anh chị em chúng ta mở vốn to thì đánh được hoàn toàn một cách rất là thoải mái anh chị nhá. Tiếp theo chúng ta sẽ đến với dòng cổ phiếu của bất động sản. Đây anh chị chú xem cái mã cổ phiếu OTC. Đây là cái mã cổ phiếu mà em thấy được anh chị em chúng ta vẫn phải quan tâm cho em. Sau khi cái mã cổ phiếu OTC nó có quá trình là đi ngang đây thì nó có một phiên là tăng với dòng tiền vào. Nhưng sau khi tăng với dòng tiền vào thì nó gặp điều kiện thị trường chung của chúng ta bị xấu anh nhá. Gặp điều kiện thị trường chung bị xấu thì nó có quá trình là rũ bỏ xuống bên dưới. Thì quá trình rũ bỏ anh chị có thể thấy được là cái vol của nó bắt đầu có những cái dấu hiệu là cạn kiệt rồi. Và hiện tại nó đang giao dịch quanh cái vùng hỗ trợ trước là quanh vùng giá khoảng 18.5 ở đây. Thì đối với cái mã cổ phiếu của TC, anh chị hãy chờ cho em những cái tín hiệu như sau. Ví dụ tuần sau thị trường của chúng ta mà nó hồi phục được lại đây chẳng hạn. Đấy thì anh chị em chúng ta cũng chưa cần mua vội. Sau đó nó có quá trình là test trở lại. Và khi test xong mà nó có những điểm bắt đầu vòng ở đây thì thời điểm đó chắc chắn anh chị là thị trường của chúng ta cũng đã cân bằng xong rồi. Và khi cái thời điểm đó mà thị trường cân bằng xong, nó chỉ cần đánh một cây vượt lên lại bên trên đây thôi nhé chị nhá, vượt ở đây thôi là nó sẽ phi đây chị nhá. Nó có thể sẽ phi vượt đỉnh đây. Đấy, nó có thể sẽ phi vượt đỉnh ngay. Nó sẽ bước vào nhịp chạy tiếp theo. Nó giống như quá trình đây đấy, chúng ta sẽ xem cho em. Đấy, chúng ta sẽ nhìn thấy những cái siêu cổ phiếu ấy, khi thị trường chỉ cần cân bằng xong nó sẽ chạy đầu tiên. Anh chị em ta sẽ nhìn cho em nhá. Có phải là quá trình trước đây thị trường của chúng ta cũng gặp phải một nhịp điều chỉnh. Đấy, thì sau đó nó có một phiên hồi phục ở đây, giống ở đây không ạ? Ví dụ tuần sau thị trường hồi phục đi. Và sau đó nó có một phiên là test trở lại theo thị trường của chúng ta. Và khi thị trường của chúng ta chỉ cần có một phiên là xác nhận bật tăng ở đây thôi thì cái phiên đó chính là phiên con cổ phiếu TCH nó đánh ở đây. Và sau cái nhịp đó có phải là con TCH anh chị thấy được nó bước vào một nhịp sóng tăng rất là mạnh của nó dọn phía sau không ạ? Anh chị cần đo từ cái điểm bắt đầu xuất phát từ cái cùng thị trường của chúng ta đi lên bên trên, nó sẽ tăng đâu đó là khoảng 29-30%. Thì những cái mã cổ phiếu dẫn dắt thông thường nó sẽ tăng được khoảng anh chị nhá 20-30% trong một cái nhịp chạy của nó. Và anh chị em chúng ta phải quan tâm chú ý đến những cái mã cổ phiếu như vậy cho em. Và TCH là một cái mã cổ phiếu tiếp theo em muốn chia sẻ với anh chị em chúng ta để cùng nhau quan sát anh chị ạ. Anh chị thấy không ạ, quá trình đây nó khác gì đây không ạ? Đi ngang này, đi lên đúng không ạ? Đấy, bắt đầu có những phiên rũ vô to này, phiên rũ vô to này. Đấy, sau khi nó rơi xuống anh chị em, nó rơi giống như phiên đây không ạ? Chẳng như phiên ngày hôm nay giống như phiên đây không ạ? Đấy, sau đó gì? Nó cân bằng đây anh chị, nó sẽ hồi lên này. Đấy, anh chị em ta sẽ nhìn cho em, anh chị sẽ thấy được là những cái siêu cổ phiếu sẽ như vậy nha, hồi lên này, test lại bắt đầu vòng lên. Đấy thì tuần sau có thể sẽ gì? Nó sẽ bắt đầu hồi lên đây này. Sau đó test trở lại này và nó sẽ hồi lên bên trên này. Nó chỉ cần đánh ở đây thôi. Đấy, chị em ta tham gia. Và sau nhịp đó nó thường sẽ chạy nhá. Nó mà chạy nó sẽ chạy khoảng 20-30%. Đấy, còn những cái mã cổ phiếu mà không phải dẫn dắt ấy, nó chỉ chạy được khoảng 10-15% là nhiều rồi anh chị nhá. Đấy, chị hãy tập trung vào những cái mã cổ phiếu như TC là cái mã cổ phiếu tiếp theo. Và chúng ta sẽ tiếp tục chú ý những mã cổ phiếu nào. Đó là mã cổ phiếu của con DGC trong nhóm hóa chất cho em. Đấy, DGC thì có cái form khá là tương tự so với cái mã cổ phiếu anh chị nhá. So với cái mã cổ phiếu của con TCH. Đấy, nó cũng đang có quá trình là nổ lên bên trên này. Đấy, bị rũ bỏ cây nổ này. Đấy, về anh chị em ta đợi trong quá trình cân bằng đây. Và nó cân bằng xong, nó sẽ cho chúng ta những điểm mua. Và khi lần tới nhá, mà nó tăng ấy, nó sẽ tăng vượt đỉnh đây và chúng ta sẽ kỳ vọng vào nhịp đánh nước rút của cái mã cổ phiếu của con DGC. Được chưa anh chị? Đấy, chị hãy tập trung vào mã cổ phiếu DGC. Là những cái mã cổ phiếu mà em thấy được cái form của nó tương đối là tốt nhá, tương đối đẹp đấy, anh em chúng ta sẽ cùng nhau quan sát trong những cái đoạn tới đấy. Hay là dòng cổ phiếu bất động sản khu nghiệp thì em vẫn đang để ý mã cổ phiếu GVR. Mặc dù GVR ngày hôm nay em đã bán rồi chị em đã bán GVR rất là sớm từ đầu phiên chiều rồi, nhưng nó vẫn đang giữ một cái form ở bên trên này, em đánh giá là ổn. Thì có thể bây giờ nó sẽ rơi lại nó sẽ rơi lại cái vùng nền giá quanh giá khoảng 33.2 đây để nó sẽ cân bằng này. Đấy thì chúng ta sẽ đợi thêm quá trình nó cân bằng đây. Nếu như cân bằng thành công ở đây chị em, nó không bị giảm đi, vô nó sẽ kiệt dần đi trong những cái phiên tới, thì chúng ta sẽ quay trở lại với mã cổ phiếu GVR và có thể chúng ta sẽ chờ đợi một cái nhịp đánh ở cái đoạn phía sau. Đấy thì chúng ta sẽ chú ý cái mã cổ phiếu GVR là mã tiếp theo anh chị ạ. Hay những cái mã cổ phiếu như con PAO đấy chị em, PAO cũng là một cái mã cổ phiếu em đánh giá là mạnh so với những cái mã cổ phiếu khác trên thị trường của chúng ta. Mặc dù nó có tính chất nặng mông đấy, nhưng đây là một cái mã cổ phiếu mà anh chị cũng có thể là quan tâm trong đoạn tới cho em, khi mà nó cũng đang có quá trình là cân bằng được ở bên trên này. Đấy, khi nó cân bằng xong đây có thể là sẽ bước vào nhịp chạy tiếp theo anh chị nhá. Khi mà thị trường của chúng ta vẫn liên tục giảm điểm thì nó lại tạo ra biên đi ngang đúng không ạ? Thị trường giảm điểm nó lại tạo ra biên đi ngang, thì khi một cái mã cổ phiếu mạnh như vậy là chúng ta phải quan sát cho em nhá. Mã cổ phiếu PAO cũng là cái mã cổ phiếu anh chị quan sát chú ý kỹ cho em trong cái thời gian tiếp theo. Đấy thì chúng ta phải tập trung vào những cái mã cổ phiếu mạnh. Hay dòng cổ phiếu thép
Đấy, thép thì em không đánh giá cao nhá. Thép thì em không đánh giá cao, nhưng nếu như chị em ta chú ý thép thì chị có thể chú ý mã cổ phiếu của Hoa Sen khi mà nó đang có quá trình là test trở lại cái vùng đáy đây lần thứ ba rồi chị nhá. Đấy, nhưng mà chúng ta sẽ phải đợi cho em quá trình nó cân bằng đây xem là sao đã. Hiện tại thì em cũng sẽ chưa mua cổ phiếu của HNG đây. Đấy, nhưng em không đánh giá cao Hoa Sen. Những cái mã cổ phiếu nào em chú ý với chị em cho đầu tiên ấy, thì đó những cái mã cổ phiếu em đang view nó sẽ là tốt nhất trong cái nhịp sóng tới khi thị trường chúng ta cân bằng nhá. Còn những cái dòng cổ phiếu như chứng khoán, như bất động sản, đó là những cái mã cổ phiếu kênh dưới rồi tạm thời chúng ta sẽ hạn chế chơi cho em. Chúng ta tập trung vào những cái mã cổ phiếu có tính dẫn dắt, cổ phiếu kênh trên, nền bên trên cho em, thì anh chị em chúng ta sẽ tối ưu được vốn. Và chắc chắn những cái mã cổ phiếu mà vừa em chia sẻ với anh chị em chúng ta trong đoạn tới thì em cũng sẽ quan sát và em có thể sẽ tư vấn cho anh chị trong cái dùng của em sẽ tham gia khi nó cho những cái điểm mua đúng theo cái phương pháp của em anh chị nhá. Thì để cập nhật được cái điểm mua chi tiết của những cái mã cổ phiếu đó đúng thời điểm nhất và có thể chúng ta sẽ đi với tỷ trọng vốn ra sao khi thị trường chỉ cần cân bằng, em sẽ đưa cho anh chị em chúng ta tín hiệu sớm nhất để chị chúng ta sẽ tham gia và không bị bỏ lỡ cái điểm mua tích cực nhất, tốt nhất. Thế chị có thể tham gia ngay vào hệ thống khách hàng của em. Thì trong đó đầu tiên em sẽ hỗ trợ anh chồng chúng ta là cơ cấu lại cái danh mục của anh chồng chúng ta để chúng ta sẽ chuẩn bị vốn. Để trong những nhịp tới khi đạt điểm mua sẽ báo anh chồng chúng ta, bởi vì do vừa rồi thì em đều báo chị là tham gia tỷ trọng nhỏ thôi, nhưng có thể sau cái nhịp rơi này thị trường cân bằng tạo đáy xong, lúc đó anh chồng chúng ta sẽ đánh được tỷ trọng vốn lớn nhất, thì khi đó là chúng ta phải tham gia được quyết liệt nhất với những cái số vốn của mình. Đấy, thì anh chồng chúng ta phải cơ cấu được vốn trước đúng không chị? Và khi có vốn rồi thì anh chị phải biết được thời điểm, thì em sẽ hỗ trợ anh chị em chúng ta toàn bộ những cái nội dung đó. Đấy, thì anh chị cảm thấy cái phương pháp đầu tư phù hợp thì anh chị tham gia ngay về hệ thống khách hàng của em trong cái giai đoạn sắp tới. Anh chị có tài khoản tại công ty chứng khoán VPS hoặc công ty chứng khoán TCB, anh chị chuyển đi sang bên em, anh chị có thể tham gia theo hình thức hội viên thu phí. Anh chị có thể tham gia vào cái Zoom cộng đồng miễn phí của em, thì em có đặt hai cái đường link cộng đồng, một em để bên dưới phần mô tả video ở đây, hai là bên dưới phần bình luận video của em. Thì anh chị chúng ta sẽ tham gia vào đó và anh chị nhập cho em cái mật khẩu là 123456 và anh chị trả lời đúng gọi em sẽ duyệt anh chị em chúng ta tham gia vào cái Zoom cộng đồng của em. Và anh chị em chúng ta đã xem video của em tới thì hiện tại rồi, thì em rất mong muốn anh chị em chúng ta hãy giúp em bằng việc là chị hãy like cái video của em, cũng như anh chị em chúng ta ấn vào phần đăng ký kênh nếu như chị biết đến kênh của em lần đầu tiên, để những video tới anh chị em chúng ta sẽ là người cập nhật đầu tiên những cái thông tin về thị trường, những cái mã cổ phiếu tiềm năng, những cái cơ hội trong thời gian tới, và có thể là xây dựng cho mình cái pháp đầu tư an toàn và hiệu quả dựa trên những cái gì mà em chia sẻ trên kênh của em. Cảm ơn chị và chúc anh chị em chúng ta sẽ có tuần giao dịch tiếp theo may mắn và sẽ mua được những cái mã cổ phiếu mạnh nhất thị trường trong cái dọn tới, để chúng ta sẽ tối ưu được cái nguồn vốn của mình anh chị ạ. Cảm ơn chị rất nhiều.